Xin chào bà con, thì vẫn là vấn đề máy ấp trứng. Thì nhiều anh chị cô chú mà mới ấp lần đầu á, thấy là thấy ấp trứng gà đồ nó đơn giản, cho nên là có nhiều cái Út nghĩ là nó đơn giản với Út, tại vì là Út ấp lâu rồi. Còn những bà con mà mới ấp á, chưa có biết cách ấp á mọi người, thì có rất nhiều cái chi tiết nhỏ nhỏ cho bà con mình chưa có biết. Thì hôm nay Út quay trong cái video này để cho bà con mình biết cái cách ấp, rồi đến khi mà nó nở ra như thế nào, bao lâu thời gian thì mình lôi nó ra để mình ủng đèn ha mọi người. Thì đây là cái thùng ấp của Út nè mọi người. Cái thùng này Út đang ấp là 37 độ 5 và nhiệt độ là 53 ha. Đây nè mọi người. Đầu tiên cái vấn đề ấp trứng, thì cái khi mọi người ấp trứng, cho dù mọi người dùng cái máy tự động hay là đảo tay gì cũng vậy ha, kê lên giùm Út, lấy giùm Út máy cục gạch nè, kê lên để cho cái mặt đất này nó không có tiếp giáp với cái nền á, nó gây ảnh hưởng tới cái nhiệt độ trong thùng ấp mình ha. Đây tiếp theo. Đây khi mà mình đảo trứng á mọi người, tay nếu tay bà con nào dài thì thò vô đảo luôn. Còn nếu mà tay lùng lùng ngắn ngắn như Út á thì kéo ra. Đây mọi người, đảo trứng là như thế này ha mọi người, đơn giản thôi. Chứ mọi người không có cầm cái trứng lực làm gì, cứ lăn như này nè, đó. Lăn qua hai lượt là nó đều à. Đó lăn cho đều ha. Đó, này cái tay của Út ngắn thì Út cũng kéo tới đây nè, đó. Lăn như vậy thôi nè bà con. Rồi. Đó, đó là kéo ra ha. Còn cái khay này mọi người cũng có thể kéo ra luôn, hoặc là mọi người để ở trên là mọi người lăn cũng được, không cần kéo ra nha. Đó lăn như thế này thôi mình em mọi người nè. Đó, chứ không có cái máy ấp trứng nào mà không có đảo hết nha bà con. Đó là cái điều đầu tiên muốn chia sẻ cho bà con mình ha. Là đó, mình đảo như thế này, lăn lăn cái tay như thế này ha. Là đảo ngày 3 lần nha mọi người. Rồi. Tiếp theo, Út sẽ soi trứng. Khi mọi người ấp 4 ngày, 5 ngày đi. Mọi người mới ấp thì ấp 5 ngày đi. Ở đây Út đang ấp gà này 37 độ 5, 61 độ ẩm ha. Thì là mình 4 ngày, 5 ngày, Út ấp ngày 21. Mà hôm nay là Hôm nay ngày mấy vậy Phúc? 26 à? 21 tới ngày 26 là 5 ngày ha mọi người. Bây giờ thì Út sẽ mở ra, Út soi đèn cho bà con mình coi ha. Đây Phúc ơi, cầm máy giùm Út cái. Cầm máy. Đây. Nè, cầm để im nha. Đừng có chạm vô coi chừng nó tắt của Út là xong luôn. Không biết là phải thấy cái mạch máu nha mới được nha. Đây nè mọi người. Đó, mọi người thấy cái mạch máu không? Có thấy không? Để Út ấy đây này. Không thấy được. Ở ngoài thì rất là rõ nhưng mà bà con mình nhiều khi không có thấy được. Để Út coi khẩu chỉnh. Bỏ sát cái máy vô đây đi. Tối sáng nó cũng khó thôi. Tại cái này nó sáng. Đây mọi người nè. Mọi người thấy nó đen đen ở đây không, nhưng mà nhìn ở ngoài là nó có cái chân rết luôn á. Để làm sao? Đó để sát vậy chứ. Từ. Đó mọi người thấy cái nhưng mà mờ quá, nhìn nó ngoài nó sáng hơn. Rồi mọi người phải soi đèn ha. Soi này để mình loại những cái trứng không có cồn mình bỏ ra nha mọi người. Đây nè. Đó, trên đếp nè. Đây ha bà con. Thì con mở đèn flash lên cho nó có sáng không. Mở lên thì không thấy luôn. Mọi người đợi Út chút xíu nha. Đó. Đây. Cái này là 5 ngày nè mọi người. Mọi người thấy cái chân rết ở đây không? Đó. Đó nó phải như này nè, phút này nó vàng á. Thấy được đó ha mọi người. Đó mình phải soi đèn 5 ngày để mình loại những cái trứng không có cồ đi, hoặc là những cái trứng hư á thì mọi người loại đi ha. Đây mọi người, đó mọi người thấy cái chân rết không, cực kỳ rõ luôn. Cái đèn là đèn chuyên dụng á, mà nó có cái đầu silicone, nó bỏ cái trứng là nó không bị tức, có cái nhiệt của nó không có làm ảnh hưởng tới cái lòng đỏ của mình khi mà mình soi đèn nhiều lần cũng không sao hết này mọi người. Thì phải soi đèn để loại những cái trứng nó ra để mình ăn. Chứ mình để đừng có để tới 11 ngày bắt đầu nó ung á. Nó ung thì nó gây hôi hư. Đây mọi người nè, đó. Cứ để im đi, Út tự điều chỉnh. Đừng có để nó ánh sáng cam mà không thấy. Đây. Rồi nè. Đây nè mọi người. À đây ta. Đó. Đây ha. Chứ không thôi để là nó thúi trong này nó ảnh hưởng, khi mà nó bị thúi thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái mà trứng còn lại ha. Mình phải soi đèn tới ngày 5, mình soi đèn
Xong rồi tới ngày 11 mình soi lại một lần nữa, tại vì những cái con mà nó yếu á thì cái ngày 11 nó sẽ tử mọi người. Này, có cái phôi nó yếu như cái trái này nè, cái phôi nó cực kỳ yếu luôn, cho nên là tới ngày 11 phải soi để loại những cái trái này lại ha. Tiếp tục, tại cái đèn này nó sáng lắm mọi người, đây nè, cả mọi người thấy không? Đó rồi, bỏ qua chuyên mục này đi ha, rồi qua chỗ khác rồi. Ấy chỉnh máy dùm ốc, tôi để ốc quay cho bà con mình coi. Đây rồi, sau khi mà đây chỉnh máy đậy cái nắp lại, ốc đang quay video cho bà con cái. Là sau khi mà mình soi đèn rồi, bắt đầu tới 5 ngày mình soi, tới 11 ngày mình soi lại ha, còn xiên thì soi lại. Còn không thì bắt buộc 5 ngày mình phải soi đèn nha mọi người. Sau khi cái trứng ở trong lồng ấp, ôi máy bên này bị xúc lên nè, gắn lại. Sau khi mà cái trứng ở trong lồng ấp như thế này nó nở ra rồi á, thì mọi người biết sao không? Là khi cái con gà cỡ chừng 6-7 tiếng nó khô lông, mình phải lấy nó ra liền để đem qua cái chuồng ốm đèn ha mọi người, chứ không để trong này để lâu nó sẽ bị khô chân và nó những cái con nó sẽ bị yếu và khó nuôi nha mọi người, và nó dễ bị tử lắm, dễ bị ấy lắm. Cho nên là bà con mình phải để cái chừng 6-7 tiếng là nó khô lông là được, nó tơi lông ra thì mình bỏ nó ra ngoài chuồng ốm, chứ không phải để trong đó 2-3 ngày nha mọi người. Bữa có bé kia, bé không biết, bé cứ để trong đó đến khi nó khô quá như vậy sẽ bị khô cái chân. Với lại á, là khi cái con gà nó đã khạy mỏ rồi là mọi người không có đảo nha. Ngày 21 là gà nở, thí dụ ngày 21 là gà nó nở thì ngày 19 mình đã không có đảo nữa rồi nha mọi người. Những lưu ý cực kỳ nó đơn giản nhưng bà con phải để ý là không có đảo, tại vì khi nó khạy mỏ nó nứt, nó ngày 19 là tới ngày 20 bắt đầu nó nở nè. Nó 21 nè, thì ngày 19 mình sẽ ngưng đảo. Mình bỏ thêm nhiều khay nước ha mọi người. Khay nước ở đây mọi người thấy khay nước không? Quá trời khay nước ở trong này để nó tạo độ ẩm, nó không có bị sát trứng, hạn chế bị sát trứng, với lại là nó khảy mỏ không có được á, nó làm bị khô chất nhờn nếu mà độ ẩm nó không thiếu á. Thì bà con mình lưu ý giùm Út những cái điều mà Út nói trong video này là những cái quá trình mà Út ấp trứng thì Út thu thập được á. Út muốn chia sẻ đây để bà con mình biết ha. Là khi trứng gà nó đã nở ra rồi và tới ngày 19 thì mình không có đảo trứng nữa, không có lăn trứng nữa nha mọi người. Bỏ thêm 3-4 khay nước vô để cho nó dễ nở. Và sau khi những cái con gà đầu tiên, 2-3 con gà đầu tiên nó nở ra rồi, mọi người phải bắt những cái con gà đó bỏ qua cái chỗ khác, khí dụ cái khay trên này nè, bỏ qua ha. Chứ mình không có để đó, nó sẽ di chuyển, nó sẽ đụng vô những cái trứng đang khạy mỏ. Nhiều khi cái trứng nó đang nằm ngửa như thế này ha, nó đang mổ ở đây, cái con kia nó lắc qua cái nó quẹo qua đây, là nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình khạy mỏ nó. Với lại là con gà nó sẽ chạy, khi nó khô lông nó chạy lung ta lung tung ở trong này, nó ảnh hưởng tới cái trứng đang khạy mỏ. Thì tốt nhất mình phải bắt những cái con gà chưa khô lông mình bỏ qua cái khay khác. Thì bởi vậy Út mới nói là bà con mình làm cái máy ấp 2 tầng giống Út là vậy á. Tại vì ở trong này mình sẽ bỏ nhiều, 4 ngày mình vô một lần, 4 ngày mình vô một lần. Mình bỏ nhiều lứa ở trong này được, chứ không phải là một lần mình chỉ ấp được 200 trứng là 200 trứng hoặc là 20 trứng là 20 trứng đâu. Mình có thể 20 trứng rồi 4 ngày sau mình bỏ thêm 20 trứng nữa ha. Thì đó, sau khi mà mình lấy ra mình phải cho nó ăn, bỏ qua chuồng ốm nha mọi người. Đây nè, Út đã làm một ở đằng sau kho của Út cũng một dãy chuồng ốm bên sau á. Ở đây Út ốm ở đây hết dỗ rồi mọi người. Thì đây ha, Út đang ốm ở đây nè, đây nè, gà đây mọi người. Đó, gà đây ốm khi khô lông cái này mình phải đưa nó ra và lót rơm nha bà con. Rơm đầu tiên mình nó chưa có cần ăn đâu, mình phải rót rơm. Rơm như này chứ đừng có lót trấu mọi người. Lần trước Út lót trấu là bị thất bại á, cái bụi của trấu với lại đó, hay là con gà bị đau mắt mọi người. Lót rơm ha, với lại là nước, bỏ nước cho nó uống trước. Thì nước là nước men tiêu hóa hoặc là rượu tỏi pha thực là loãng ha, hoặc là men tỏi đó. Xong rồi lấy cám, cám mấy ngày đầu nếu mà con gà thì mọi người lấy cám gà mà mình đập mịn ra để cho nó dễ ăn ha. Rồi khi nào nó lớn lớn ở trong một tuần thì mình có thể ăn cám gà con được, còn nhỏ thì như chim trĩ hay là cút hay là gà gì cũng vậy. Trại Út thì xây ấy cám mịn ra cho nó ăn trước. Đó, đèn là đèn ở đây mọi người, đèn của Út là 75W thôi, nó nhỏ vậy thôi mọi người, nhưng mà nó cũng hay dễ cháy lắm. Nhưng mà tại vì là nó hiệu quả nên Út dùng, chứ còn mà đèn 100W nhiều khi cái chỗ úng nó nhỏ mà nó nóng quá thì nó sẽ kiểu sấy khô con gà luôn. Thì bà con lưu ý giùm Út ha. Đây nè mọi người, đó, đây, đây là chim chỉ. Ai vào cái gì mọi người, đó, là Út dùng đèn như này nè. Chim chỉ đồ thì nó cần phải kỹ, úng cho nó kỹ mọi người, đó. Đây, mình bỏ nước về một góc đi. Cái này hồi nãy ba Út không biết là để vô như vậy, đó. Đây mọi người,
Đó, nó lăn xăng ghét không? Đó là mình phải, khi mà nó khô lâu rồi mọi người phải lôi nó ra liền, chứ không có để trong đó lâu nha mọi người, nó ảnh hưởng tới cái nhiệt độ ha. Đó, chim trĩ hay là gà gì út sẽ ủng đèn liên tục ha mọi người. Đây, mọi người nhìn thấy dễ thương không? Thì đó, đó là những cái lưu ý của út. Thì những ngày đầu mình phải cho nó uống men tiêu hóa hoặc là men tỏi, hoặc là sau khi mà 3 ngày á, thì mới bắt đầu mình làm vaccine cho nó được rồi nha mọi người. Thì chim trĩ thì nó không có vaccine chuyên dụng, nó chỉ có kiểu vaccine ăn ké theo con gà thôi. Cho nên là mình út cũng chim trĩ thì nó không có vaccine, nhưng mà út để chắc chắn cho nên là út vẫn làm vaccine theo cái lịch của con gà. Nhưng mà út những cái gì không cần thiết thì út giảm bớt, còn lại thì út vẫn làm vaccine nha. Đây mọi người nhìn ghét ha. Thì chờ gà thì út sẽ làm sau 4 ngày út sẽ làm Newcastle, xong rồi út sẽ làm những cái lịch tiếp theo 4 đến 5 ngày, xong rồi lại 10 ngày rồi 12 ngày, rồi bắt đầu làm lại tiếp cái new nữa mọi người. Đó, tại vì gà thả vườn thì mình cũng không cần nên làm nhiều vaccine quá, những cái vaccine nào mà nó thường gặp thôi. Thì video Út quay như vậy thôi. Nếu bà con gì mà Út chia sẻ thì mọi người đừng tiếc một lượt đăng ký, cũng như là để lại bình luận bên dưới, hoặc là những cái gì bà con mình cần Út chia sẻ thực tế thì mọi người cứ comment bình luận bên dưới nha. Nhưng mà những cái gì cần đặt hàng hay gì thì mọi người vui lòng nhắn tin qua Zalo hoặc là tin nhắn thường 0976629090 và 0769990309 nha mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những video chia sẻ sau nha.